Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 4 trang 69 đến trang 72, tuần 9, ôn tập giữa học kỳ 1. Phần 1 ôn tập tiết 1, 2. Một nhỏ, dựa vào mỗi đoạn trích dưới đây, nói tên bài đọc. Như vậy chúng ta sẽ đọc mỗi đoạn trích dưới đây, đọc các đoạn trích này và chúng ta sẽ cho biết tên bài đọc của đoạn trích đó. Bạn có thấy lạ không? Mỗi đứa mình một khác, cùng ngân nga câu hát, chẳng giọng nào giống nhau. Các em đã tạo dựng cho mình một phong cách độc đáo, không ai bắt chước ai. Thằng lằn xanh trở về với cái cây của mình và thích thú đi kiếm ăn vào ban ngày. Tắc kè quay trở lại bức tường thân yêu và vui vẻ đi tìm thức ăn vào buổi tối. Thực ra ở bất cứ đâu cũng có những cái điều để chúng ta học hỏi. Như ở ngay bến sông này, anh được gặp rất nhiều thuyền từ khắp nơi đổ về. Tại sao mình không thể trở thành một tay trống nhỉ? Cô bé hãy hỏi những con sóng xô bờ. Đúng rồi, mọi loài hoa có một vẻ đẹp riêng con ạ. À, con người cũng vậy. Như vậy, các em cho biết tên bài đọc và những cái đoạn trích này trong bài đọc đó. Thì ở đoạn trích đầu tiên, bạn có thấy là không, mỗi đứa mình một khác, cùng ngân nga câu hát, chẳng giọng nào giống ai, những chẳng giọng nào giống nhau. Thì bài số 1 ở đây là bài điều kỳ diệu. Các em đã tạo dựng cho mình một phong cách độc đáo, không ai bắt chước ai. Đó là bài thi nhạc. Rồi tiếp theo bài thứ 3 đó là thằng lằn xanh và tắc kè. Rồi bài thứ 4 là bài đò ngang. Bài thứ 5 là nghệ sĩ trống và bài cuối cùng là công chúa và người dẫn chuyện. Tiếp theo hai nhỏ nêu ngắn gọn nội dung của 1 đến 2 bài đọc dưới đây. Tiếng nói của cỏ cây, tập làm văn, nhà phát minh 6 tuổi, con vẹt xanh, chân trời cuối phố, trước ngày xa quê. Như vậy chúng ta sẽ chọn từ 1 đến 2 bài đọc để chúng ta nêu cái nội dung ngắn gọn. Ví dụ như bài tiếng nói của cỏ cây, thì nội dung Tanya đã di chuyển khóm hoa hồng và khóm hoa huệ đến vị trí khác. Nhờ vậy mà cây đã biến đổi trở nên đẹp vượt trội và nở nhiều hoa hơn. Rồi tiếp theo bài tập làm văn. Cuối tuần ba cho nhân vật tôi về quê để tìm ý cho bài văn tả cây hoa nhà em. Nhờ nỗ lực dậy sớm và khả năng quan sát tốt, cậu đã tạo nên một bài văn tả hoa hồng rất hay. Nhà phát minh 6 tuổi, Maria là một cô bé rất thích quan sát. Chính vì vậy, khi nhìn thấy điều lạ về sự chuyển động và đứng yên của tách trà, cô bé đã ngay lập tức đi làm thí nghiệm và hiểu ra. Nhờ vậy, cô được bố khen là giáo sư đời thứ 7 của gia tộc. Về sau, Maria thực sự trở thành giáo sư của nhiều trường đại học danh tiếng và nhận giải Nobel vật lý. Tiếp theo câu 3, đọc lại một bài đọc trong chủ điểm mỗi người một vẻ hoặc là trải nghiệm và khám phá, nêu chi tiết hoặc nhân vật em nhớ nhất. Như vậy chúng ta sẽ chọn một cái bài đọc trong hai chủ điểm này và nêu chi tiết nhân vật em nhớ nhất hoặc là nhân vật em nhớ nhất. Ví dụ nhân vật Maria là một cô bé rất thông minh và tin tưởng khi có thể hiểu và tự trình bày một thí nghiệm khi mới 6 tuổi. Cô có lòng ham học hỏi, mong muốn khám phá những cái điều mới mẻ trong cuộc sống. Chính vì vậy mà sau này, Maria đã trở thành một giáo sư của nhiều trường đại học và là người phụ nữ đầu tiên nhận giải Nobel. Tiếp theo câu 4, tìm danh từ chung và danh từ riêng trong các câu ca dao dưới đây và xếp vào nhóm thích hợp. Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Ai qua năm cống tỉnh Thanh, dừng chân nhớ Triệu Thị Trinh anh hùng.
Gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông trấn vũ canh gà thọ xương. Mịt mù khó tỏa nghìn sương, nhịp chày yên thái mặt gương Tây Hồ. Ôm trời mưa nắng phải thì, nơi thì vừa cạn, nơi thì càng sâu. Công lên chẳng quản bao lâu, ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng. Như vậy chúng ta sẽ tìm danh từ chung và danh từ riêng trong các câu ca dao này và xếp chúng vào nhóm thích hợp. Danh từ chung, danh từ riêng. Danh từ chung chỉ người vật, chỉ hiện tượng. Danh từ riêng tên người, tên địa lý. Như vậy danh từ chung trong các bài ca dao chỉ người thì có nàng, anh hùng. Chỉ vật thì có phố, chân, chùa, cành trúc, tiếng chuông, nhịp chày, mặt gương, canh gà, chày nước, cơm. Chỉ hiện tượng tự nhiên thì có là gió, khói, sương, mưa, nắng. Còn danh từ riêng tên người là Tô Thị, Triệu Thị Chinh. Tên địa lý là Đồng Lăng, Đồng Đăng, Kỳ Lừa, Tam Thanh, Năm Cống, Tỉnh Thanh, Trấn Vũ, Thọ Xương, Yên, Yên Thái, Tây Hồ. Tiếp theo câu 5 nghe viết. Đi máy bay Hà Nội Điện Biên. Như vậy các em hãy đọc phần bài đọc để nghe viết này nhiều lần, rồi sau đó chúng ta dần người thân đọc cho chúng ta nghe và chúng ta sẽ viết. Tiếp 3, 4, 1 nhỏ dựa vào từng gợi ý dưới đây. Nói tên bài thơ và tên tác giả. Đọc một đoạn thơ hoặc là một bài thơ em thuộc. 1. Bài thơ chia sẻ về niềm vui và những khó khăn trong hành trình học chữ của các bạn nhỏ vùng cao. 2. Bài thơ là câu chuyện của một chú gà con kể với các bạn về những trải nghiệm thú vị của mình. Như vậy chúng ta sẽ dựa vào từng gợi ý này để nói tên bài thơ và tên tác giả. Như vậy, gợi ý đầu tiên của bài 1 đó là bài Gặt Chữ Trên Non. Và bài số 2 ở đây, gợi ý số 2 đó là bài Bầu Trời Trong Quả Trứng. Rồi các em sẽ đọc thuộc một đoạn thơ. Rồi tiếp theo câu 2 nhỏ, tìm câu chủ đề trong từng đoạn dưới đây. A. Biển động, gió thét trên những rừng dương. Sóng giật đập dữ dội vào mạn thuyền. Cây cột buồm rít lên, lá cờ đuôi nhiêu bay phần phần. Mưa cắt ngang mặt những cái tia nước lạnh. Bãi cát vật vã với nước với sóng, trần nhật thu. B. Những ngày hè đi bên bờ Hạ Long, vải cháy hoặc là Tùng Châu. Ta có cảm giác như đi trước cửa gió. Ngọn gió lúc êm ả như ru, lúc phần phật như quạt. Mang cái trong lành, cái tươi mát của đại dương vào đất liền. Trong tiếng gió thổi ta nghe tiếng thông reo, tiếng sóng vỗ, tiếng ve rang và cả tiếng máy, tiếng xe, tiếng cần trục từ trên các tầng thang, bến cảng vọng lại. Theo thì sẵn. C. Chuồn chuồn ngô mặc áo kẻ caro đen vàng, thích phơi mình ngoài nắng. Trên ngọn chuối hoặc bờ ao, chuồn chuồn ớt với bộ cánh đỏ rực hoặc vàng tươi, suốt ngày la cà hết chỗ này sang chỗ khác. Chuồn chuồn nước thích soi gương, ưa đứng im trên cọng khoai ngứa, bên bờ ao ngắm bóng mình in dưới nước. Ẻo lả và xinh xắn hơn là cả là các bé chuồn chuồn kim. Cả thân hình chỉ nhỉnh hơn chiếc kim khâu, ngần ấy loại chuồn chuồn cũng đủ cho chúng tôi mê tơi trong suốt mùa hè. Theo Trần Đức Tiến. Như vậy chúng ta sẽ nêu câu chủ đề trong từng đoạn. Thì ở đoạn A, câu chủ đề là biển động. Ở câu B, câu chủ đề là những ngày hè, đi bên bờ Hạ Long, bãi cháy hoặc Tùng Châu, ta có cảm giác như đi trước cửa gió. C là ngần ấy, loại chuồn chuồn cũng đủ cho chúng tôi mê tơi trong suốt mùa hè.
Câu 3. Tìm các động từ trong đoạn văn A, B hoặc C hoặc bài tập 2. Như vậy chúng ta sẽ tìm động từ trong đoạn văn A, B, C. Các em chọn một đoạn văn và chúng ta sẽ tìm động từ. Cô ví dụ như là đoạn văn A bài tập 2 thì chúng ta có các động từ đó là động nè, thét nè, đập nè, rip nè, bay nè, cắt và vật vã. Tiếp theo câu 4, tìm thêm 2 đến 3 động từ thích hợp với mọi sự vật dưới đây. Học sinh thì chào, ong thì bay, cá thì bơi, cây thì mọc, thuyền thì trôi. Như vậy chúng ta sẽ tìm thêm động từ thích hợp với mọi sự vật này. Ví dụ như học sinh chào, đi học, ong thì bay, chích, cá thì bơi hoặc bún, cây thì mọc, lớn, thuyền thì trôi hoặc là lớn. Câu 5, viết đoạn văn 4 đến 5 câu theo chủ đề tự chọn có chứa động từ ở bài tập 4. Tức là ở bài tập 4 chúng ta đã tìm những cái động từ này. Thì các em hãy viết một đoạn văn theo chủ đề chúng ta tự chọn và sẽ sử dụng các động từ này trong đoạn văn của mình. Có ví dụ đoạn văn, buổi sáng mai khung cảnh quê em thật đẹp, từng tớp học sinh tung tăng đi học. Hai bên đường đàn ông đã bắt đầu bay đi tìm mật xa xa trên dòng sông. Những con thuyền đang thối hả lướt nhanh trên mặt nước. Như vậy ở trong đoạn văn này chúng ta sử dụng động từ là đi học nè, bay nè, rồi lướt nè. Tiếp theo tiết 5, một nhỏ đọc lời dưới tranh rồi tóm tắt câu chuyện Nay con Bambi theo Lưu Hồng Hà. Bambi đã lớn, nay mẹ quyết định cho con sống tự lập để mong con sớm trưởng thành. Nay mẹ lặng lẽ bỏ đi từ lúc nào không hay. Bambi hoảng hốt kêu khóc gọi mẹ vang vọng cả rừng. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Ba. Bỗng hai bố xuất hiện với vẻ nghiêm nghị khích lệ Bambi rồi quay người bước đi. 4. Nhìn theo bóng bố xa dần, Bambi cảm thấy yên tâm. Nó thấy tương lai của mình qua bóng dáng của bố. 5. Kể từ đó, Bambi bắt đầu làm quen với cuộc sống tự lập. Bambi khắc ghi trong tim lời dặn của bố mẹ. Khám phá thế giới, học cách suy nghĩ, dùng hiểu biết của mình để xử lý các tình huống. Nhiều năm trôi qua, Bambi giờ đã trở thành chàng nai thông minh, dũng cảm. Như vậy, chúng ta sẽ đọc lời dưới tranh rồi chúng ta sẽ tóm tắt câu chuyện. Thì chúng ta sẽ tóm tắt câu chuyện như sau. Đến tuổi trưởng thành thì Bambi được mẹ cho sống tự lập. Khi mẹ đi mất, Bambi hoảng hốt kêu lên. Nhờ sự khích lệ của bố, của nai bố nên Bambi đã có quyết tâm tự lập. Nhiều năm sau thì Bambi ngày nào đã trở thành một chàng nai thông minh, dũng cảm như là bố. Rồi có hai nhỏ viết mở bài hoặc kết bài cho câu chuyện Nai con Bambi theo ý em. Thì cô ví dụ, mỗi người đều có một cái thời điểm cảm thấy bấp bênh, thiếu quyết tâm, thiếu định hướng. Em cũng đã một thời điểm như vậy. Nhưng may mắn thay, vào thời điểm ấy em đã được truyền động lực để cố gắng nhờ một câu chuyện rất hay. Đó chính là câu chuyện Nai con Bambi. Như vậy ở đây chúng ta theo dõi đây là phần mở bài cho câu chuyện Nai con Bambi. Thì các em cũng có thể là viết kết bài cho cái câu chuyện này. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng con theo dõi tiếng Việt lớp 4. Thì sau khi xem xong các em thấy thích thì hãy chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và chào tạm biệt các em.